truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Thôi chết rồi, không lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời ta sao? Bây giờ mà về báo cáo với thằng chết thế nào, bà cũng nổi điên lên, bà đánh cho hồn siêu phách lạc mà. Không lẽ bây giờ mình không còn cách nào khác sao? Bình thường mình cũng đâu có ngu lắm đâu, sao hôm nay tự nhiên ngu bất chợt vậy? Phải làm sao đây, khổ quá đi thôi. Có cách rồi, phải nhờ người phụ mới được. Phải tìm người ra phụ mình mới được. Sao hoài không thấy ai hết trơn? Ai vậy? Cô Hồn hả? Cô Hồn, cô Hồn. Sao nãy giờ không nói lên tiếng, ngồi đó đồ lụ tưởng ma xó? Có gì kể nghe chơi coi. Em nói cho người ngài nghe nè. Em khổ lắm. Ủa, tao mới cười sao giờ kêu khổ là khổ sao bà nội? Em khổ dữ lắm, em kể cho ngài nghe. Từ cái ngày em về cái nhà này nè, em ngự trị ở đây nè, cái nhà này nó giàu đó chứ. Mà em nói thiệt, em đấu tranh dữ lắm luôn. Em quánh hết con này tới con kia, em quánh với mấy đứa kia mà toàn là cô Hồn không à. Tôi cho bà kể chuyện như kiểu bà không phải cô Hồn á ha. Thì nói chung là em là cô Hồn, nhưng mà đứa kia nó còn cô Hồn hơn em nữa. Nó cô Hồn từ mà ngoại hình tới cốt cách, nó cô Hồn hết tất cả. Nói chung là nó là cô Hồn. Đừng có nói nữa, bây giờ kể vô vấn đề chính đi, nói vòng vòng lan man mất thời Từng gian. Đừng có để cho em nói, em kể cho ngài nghe. Em phải kể hết cho ngài nghe về cái ngôi nhà này. Em kể cho ngài nghe, hồi đó em đấu tranh rất là nhiều, em đấu thiệt là nhiều luôn. Em quánh nhau thiệt là quánh luôn để em được vô cái ngôi nhà này. Thôi, cái gì đâu nói vòng vòng nữa, giờ có mấy câu nói miết vậy? Để cho em nói, em đang là cô Hồn, em phải báo cáo với người. Em để nói cho người nghe là cái ngôi nhà này, em trời, nói ngôi nhà này á, ăn ngon dữ lắm luôn. Ngon quá ngon, nhưng mà không có cho em ăn. Nhà nó người đâu phải người sao? Ăn quá trời ăn, không cho em ăn gì. Thôi, người có tình người nói nữa, tao đánh người từ cô Hồn thành tiêu hồn luôn không? Nói nữa. Ủa, mà tiêu hồn là gì vậy? Tiêu hồn đánh với cô Hồn người tiêu luôn á. Nói nhiều bực bội khó chịu nữa. Nhưng mà tại vì ngài có biết không, là tại vì lâu ngày em không có ai nói chuyện hết. Thế em gặp ngài em mừng quá, em mới tâm sự, em nói ra nói tôi nhiều. Tôi có nhu cầu tâm sự với bà nội. Nói manh manh không mà. Bây giờ nghe hỏi nè. Dạ. Cái phòng Tuấn Kiệt trên lầu á, nó bị phong ấn rồi, có cách nào thâm nhập vô được không? Dĩ nhiên là có. Có rất là nhiều cách. Và có cách rồi. Đúng. Vui quá, cách rồi. Cách gì vậy? Dĩ nhiên là bị phong ấn thì mình gỡ phong ấn đi. Hay quá. Đúng mình bị vậy. Phong ấn thì mình phải gỡ phong ấn. Một cái chuyện vô cùng dễ dàng nhưng mà không nghĩ ra. Làm sao để gỡ? Dĩ nhiên là rất là dễ. Có một cái cách rất là dễ, đó là mình phải đi về mình hỏi thằng chết chứ làm sao. Tao tát một cái mày rụng hết răng. Mày có bị điên không vậy? Cách gì mày nói tao cũng tự biết được vậy. Cơ lên nói chuyện hỏi thăm không được cái gì hết trơn á, mà ngồi nghe than giảng nói đi nó lại có mấy câu bất bực mình á. Ta không nói chuyện với người nữa, ta đi đây. Người đi đâu vậy? Đi điều tra tin tức chứ đi đâu. Trời ơi, người đi rồi, người đi bỏ ta rồi, bây giờ còn ai tâm sự với ta nữa đâu. Trời ơi, bời xa cơ giữa chiến trường đó tiếng nên gió đông đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không hành. Đói quá, ai cho tôi ăn đi, tôi đói quá trời rồi, cho tôi ăn cơm đi. Tỷ tỷ, tình hình thế nào rồi? Thôi tỷ tỷ, tình hình Tiểu Tiên đã đang ở trong phòng, nhưng muội không có cách nào vào trong phòng nó được, nên không biết Tiểu Tiên đã đang làm cái gì. Khốn kiếp, muội phải vào được căn phòng đó cho ta. Không cần biết bằng cách nào, nhất định phải lấy được thông tin của nó về cho ta. Rõ, thưa tỷ tỷ. Vẫn còn pháp lực phong ấn căn phòng 1001, sức
mạnh của ngươi thật là đáng nể phục. Nhưng mà không lâu nữa thôi, ta sẽ sở hữu sức mạnh đó. Âu Quanh ơi, Âu Quanh gì nè con, dì vô nghe. Chết rồi con, sao đây? Cô chú mà biết được á thì chắc là chết luôn rồi đó. Không sao vậy, có khi nào nó ngủ không? Không biết nữa. Mở cửa vô đại vậy. Ê, nó khóa cửa luôn rồi. Thì anh sao? Không biết nó có gì không, tôi lo quá. Trời ơi, anh làm như em không lo vậy đó. Ông Quanh ơi, ông Quanh, mở cửa cho dì đi con. Ông Quanh, con có làm sao không nè? Dạ, con đâu có bị gì đâu. Dì chú xuống đi. Con đang bị bệnh, con không có nói chuyện được. Con sợ bị lây á. Có khi nào? Chết. Ôi là tưởng thiệt. Ông Quanh ơi, mở cửa cho dì đi con. Dì với chú có nấu cháo đem lên cho con nè. Ông Quanh, không phải bây giờ anh đi lấy chìa khóa đi. Đây. Tôi đi à. Ông Quanh ơi, con nếu mà con mệt quá thôi con cứ nằm trên giường đi ha. Dì kêu chú đi lấy chìa khóa rồi. Dì với chú tự vô nghe con. Làm sao bây giờ? Trời ơi, chú mà thấy á là tiêu mình luôn á. Rồi Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt. Trời ơi, Tuấn Kiệt ơi. Tuấn Kiệt, đi cho qua nhà đi. Trời đất ơi, tôi đã nói đừng theo dõi tôi nữa. Đừng có theo tôi nữa. Cứ theo lẻo đẻo hoài à. Có muốn tôi nhắc lại không? Đi cho qua nhà thăm ông Quanh đi. Mà alo. Alo Kiệt hả? Trời ơi, ba mẹ đang tìm chìa khóa để mở cửa vô phòng nè. Bây giờ tôi phải làm sao bây giờ? Kiệt đang đâu vậy? Ê, bây giờ bình tĩnh. Bây giờ đáng cố thủ nha. Tôi đi về liền. Ai vậy? À cái gì? Nè, đừng theo tôi nữa nha. Theo tôi đừng có trách đó. Tuấn Kiệt. Cô chú mà thấy bộ dạng này của mình á, chết mình luôn á. Trời ơi, Tuấn Kiệt ơi, sao nhà này cũng chưa về nữa. Làm sao bây giờ? Anh Cường ơi, có chìa khóa chưa? Có. Lên liền. Tiêu mình rồi, lần này là tiêu rồi. Trời ơi, bỏi quá trời. Tôi chạy mấy cầu thang tôi muốn hụt hơi luôn nè. Hụt hơi cái gì? Em muốn lộn chứ. Nó có nói tiếng nào đâu. Mở liền đi. Trời ơi, anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Đây, để mở cho. Lẹ đi. Âu Quanh ơi. Âu Quanh. Ủa sao kỳ vậy? Nãy mình nghe tiếng đó mà. Ờ, rõ ràng trong phòng có tiếng. Cầm đi, chắc chơi trốn tìm, để đó em. Đồ dép còn ở đây nè. Bệnh mà cũng còn chơi trốn tìm nữa hả con? Toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.